Rồi tiến hành đợt thứ hai đọc tên đi chị Dâm. Vào khoảng cuối năm thì các anh chị em nghệ sĩ cũng giống như nhau, tức là chúng tôi đi tới từng nơi để mình nghĩ rằng mình có thể chia sẻ một phần nào đó để giúp cho mọi người vui đón năm mới. Thì ví dụ như chương trình nghệ sĩ nghèo, cũng như là sân khấu, nhà báo, tặng quà cho cha mẹ, cho con cái, cho nhân đó, đi ngôi chùa ở đó quý thầy tổ chức và góp gạo để cho bà con nghèo ở trong xóm đó tết. Thì có thể nói rằng tất cả những cái việc đó nó không có là bao đó, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó làm cho cái tấm lòng mình mở rộng ra, và cái sự xót thương của mình, sự quan tâm của mình đối với xã hội đang ngày càng lớn. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái hành trang tuyệt vời và đẹp nhất, như lời ba Năm Châu nói: nếu như con biết thương người, nếu như con biết quan tâm tới nỗi buồn niềm vui của người, thì cái hành trang của một đời nghệ sĩ khi con lên sân khấu, con sẽ được bà con khán giả người ta thương dữ lắm. Cái đó có thể người ta không có chứng kiến những cái chuyện con làm, nhưng mà trong trời đất này, ông bà cha mẹ mình thường nói, mình làm chuyện gì cũng là hai bên dây gác mình đi hết. Thì như vậy, chúng tôi lặng lẽ làm những việc này, chúng tôi cầu nguyện với tất cả chúng ta tấm lòng và cái tâm mỗi ngày lớn hơn, quan tâm tới nhau hơn, bởi vì cuộc sống chỉ có thực sự hạnh phúc, và chỉ có thực sự hạnh phúc thật chân thành khi mà